Câu chuyện về cô Vân Hằng càng ngày càng hấp dẫn, thưa quý vị. Những người trong cuộc dần dần được bóc tách và đưa ra ngoài để nó trở về đúng cái vị trí mà nó đang đứng. Chúng tôi không ngạc nhiên khi tự nhiên có một số các YouTuber bảo rằng bảo vệ cô Phương Hằng đến mức cuối cùng. Tuy nhiên, theo cái buổi livestream ngày 19 tháng 6 năm 2021, cô Phương Hằng có những cái nhận xét. Cái sự việc này là công ty trách nhiệm một mình tao giải quyết, không cần ai phải can thiệp vào. Tuy nhiên, cô cũng rất là cảm ơn những cái YouTuber đã chia sẻ bài viết và có những cái lời động viên cũng như cái những cái lời phân tích rất là hay. Trong những cái YouTuber đó thì đã nổi lên những cái YouTuber khác nữa, những người mà hầu như là đã dựa vào cô Phương Hằng để mà kiếm tiền trên kênh YouTube của mình. Trong cái livestream mới nhất thì cô bảo rằng là like bất chấp, ngày nào cũng like, giờ nào cũng like. Mà có những câu hỏi cô đặt ra là tại sao cô là người nói lên sự thật mà cô lại bị một số người người ta càng ngày càng ghét chẳng hạn như vậy, đúng là càng ngày càng thương mới đúng. Thì cô phát hiện ra là có một số YouTuber đã lợi dụng danh tiếng của cô Phương Hằng để mà làm một mục đích khác, có thể là làm cái việc phản động. Và mình nghĩ trong những cái buổi livestream của những cái nhân vật mà có liên quan trong cái buổi cái cuộc nói chuyện của Phương Hằng thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ biết được vấn đề này. Chúng ta sẽ nghe một cái đoạn ghi âm những cái lời tâm sự ngày 19 tháng 6 năm 2021, rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, cô Vân Hằng cũng khẳng định là không có thù oán gì với nghệ sĩ. Cô chỉ thấy có những việc việc bất bình mà cô lên tiếng thôi. Ai thích thì nghe, không thích thì thôi. Tuy nhiên, chẳng những họ không thích mà họ còn có những cái lời dền lẽ mà đe dọa cô này. Thì cô này phát hiện ra là có một số người dựa vào đấy để làm một mục đích khác và có tiền từ nước ngoài đổ về nữa. Vâng, vậy chúng ta sẽ nghe một cái đoạn ghi âm của người trong cuộc là cô Phương Hằng, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn những lời này. Quý vị có thể là qua bên kênh cô Phương Hằng để quý vị nghe trọn vẹn video để có thể là hiểu rõ hơn, và chúng ta sẽ đặt một dấu hỏi trong câu chuyện này: ai sẽ là người có lợi trong câu chuyện này và ai là người sẽ bị hại? Mình thấy là lợi thì rất nhiều người đó, còn cái người trực tiếp bị là như là chỉ có một mình anh cô Vương Hằng thôi. Nó không phải đi qua chứ không phải là bị để mà giống như mà để mà khen ngợi thế nào đó, thì mình nghĩ là chỉ có một cô Hằng bất lợi thôi. Còn còn bộ các YouTuber nói về cô Vương Hằng đều được giống như mà được trả được được trả được một cái đoạn lương rất là xứng đáng từ YouTube. Ok, Và chế dùng cái tiền đó để chế đi làm từ thiện. Nó chế đập cái một người đi làm từ thiện, chế chửi tất cả những người đi làm từ thiện và chế kêu gọi tiền từ thiện thì hãy chuyển vào cho chế để chế đi làm từ thiện. Đúng, chế đi làm từ thiện, chế đi thương tất cả những người để chế cho mọi người thấy rằng chỉ có mỗi chị Hương là yêu nước yêu dân thôi quý vị ơi. Và đất nước này chỉ còn có một mình chị Hương là biết là coi như là cái đúng cái sai còn bao nhiêu chết hết rồi. Thì tôi đã nhìn thấy hai cái hướng đi nó lệch nhau rồi, thì tôi cũng chẳng có phải lên tiếng làm gì, bởi vì chị ấy có những cái mà chị ấy cần phải nói, và những cái của chị ấy là chị ấy thuộc về quyền của chị ấy, miệng chị ấy nói không phải là miệng của tôi nói. Cho nên hai cái level nó khác nhau là gì? Con đường của tôi đi là một con đường khác và con đường của chị ấy đi nó bao la quá, cho nên tôi không biết chị muốn cái gì. Và đặc biệt một điều á quý vị ơi, có một điều mà tôi thấy nó lạ đó, chị ấy luôn vuốt ve tôi: em hãy hạnh phúc đi, em hãy hát ca đi, và em hãy cười cho thật tươi đi, em hãy để cho chị, dù em có ngừng lại, chị không bao giờ ngừng lại, chị sẽ làm cho rối tung cái xã hội này lên, và chị sẽ cho tất cả mọi người phải biết là bà Thu Hương này là ai, chửi bất cần ai và chửi đéo sợ thằng nào. Chị đã từng tuyên bố và chị đã chửi rất nhiều. Nếu quý trong cái câu chuyện này, chúng ta hãy nên hiểu rõ rằng cô Phương Hằng mới là cái người trong cuộc chứ không phải chúng ta là người trong cuộc. Thì chúng ta thích thì chúng ta nghe, chúng ta không thích thì thôi.
tại sao mà quay lại mà mắng chửi người ta vô thương tiếc? Thì tùy từ những cái phân tích của cô Phương Hằng như vậy thì chúng ta đã lé ra một điều: cái người nói người ta không ác ý, mà cái người giải thích và giải thích theo cái hướng tích không tích cực mà tiêu cực để làm con cái việc này nó rối lên. Giống như cô Phương Hằng bảo rằng đây là vụ án giữa cô và một vị thần y, và cô đã đạt được những cái gì người ta mong muốn, người ta đã hiểu về vấn đề này rồi. Còn thời gian sắp tới, cơ quan chức năng vào cuộc theo trình tự mà cô nói đó, thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và chúng ta sẽ hiểu rõ. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này tại sao lại la cho nó lớn lên, làm cho nó rộ lên để làm gì? Vì thấy là có thứ gì, có những cái bất ngờ thì ghê không? À, do đó là quý vị thấy là cái sự việc này cũng y chang như cái sự việc Thiền Am thôi. À, nói cho cố, nói cho giữ lên để mà gây hoang mang dư luận và điều dư luận qua một hướng khác, một cái hướng còn có lợi cho bản thân mình, mà trong khi người mà liên đới thì lại không có lợi mà bị người ta mắng chửi nữa. Vì những cái lời mà chúng ta phân tích từ những video của cô Vân Hằng ra nó đã lệch lạc và nó đi sai với cái nội dung của người ta mong muốn. Và mình nói mọi người là sắp tới sẽ có một số các kênh YouTube sẽ bị đánh gậy, không chừng kênh này cũng bị đánh gậy nữa đó. Vì sao? Vì người ta nói không phải là lời lẽ ác ý, và lời người ta nói để cảnh tỉnh cái sự lừa đảo của một ai đó thôi. Mình thì mình cũng chưa có dám kết luận cuối cùng là ai sẽ là người đúng trong câu chuyện này. Tuy nhiên cái sự thắng lợi của cô Vân Hằng là chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng rồi, Full Game cũng không có cần phải nhắc lại nữa. Tuy nhiên tự nhiên cái ngày 19 tháng 6 năm 2021, mình thấy cô Phương Hằng có sự bừng tỉnh lên, bừng tỉnh phân tích vấn đề. Thật sự là chúng ta cũng hết sức là sốc khi nhìn vấn đề này. Tôi lên tiếng, tôi nói sự thật, tôi không ủng hộ thì thôi, chứ tại sao tôi lại càng ngày để càng có nhiều người mà ghét và hăm dọa như vậy? À, thì ra là có một số người đã lợi dụng cái danh tiếng của tôi để làm những cái vụ việc khác. Quý vị thấy không? Trời ơi, trên đời này chưa chắc ai tốt hơn ai đâu, cho quý vị biết. Ok, chúng ta nghe tiếp. Quý vị nào đã từng xem hết á thì quý vị sẽ hiểu rằng là nếu chị ấy đi cùng một mục đích với tôi thì chị ấy đã không tung tóe ra như vậy. Và đặc biệt là chị ấy có những mối quan hệ rất đáng sợ, thì tôi phải tự hiểu ra tại sao trước mặt thì chị ấy vỗ về tôi, sau lưng chị ấy kêu tôi là con cuồn cuộn, con đĩ điên ấy, con đĩ lầm lộn ấy, con đĩ này con đĩ kia trong một cái rức của chị để chị chửi tôi. Thì quý vị là tôi đi, quý vị có thấy sợ không? Nếu tôi nói ra thì á, quý vị sẽ bất ngờ, mà tôi không nói ra thì quý vị sẽ nghĩ rằng tôi bạc tình bạc nghĩa. Sự thật ra chị ấy giúp tôi cái gì? Quý vị thấy ghê. Thì mình nghĩ là sắp tới cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta sẽ biết. Không có ai tự nhiên tốt với ai cả trong cuộc đời này thôi, trừ một số người tất nhiên rồi. Không có ai mà tự động ngày nào ngày đêm là cũng binh vực hết trơn, binh vực bất chấp. Tôi thấy sự việc này càng ngày lại càng giống như sự việc Thiền Am, cứ lên trên mạng không phân biệt đúng sai, cứ nói như đúng rồi và kết tội người này người kia, trong khi cơ quan chức năng chưa vào cuộc, và lợi dụng thời gian đó lụm một mớ tiền. Cơ quan chức năng vào cuộc thì sẽ ra hết, không có chạy đâu được, thoát được hết trơn đó. Chị ấy đã làm nên cái gì cho tôi? Chị chửi để ra tiền, và chị nói rằng chị chửi để tụi Mỹ đem bỏ tiền vào cho chị. Trời ơi, hãnh diện lắm. Quý vị thấy không, ngày xưa tôi không biết chị ấy là ai, và chị ấy cũng chẳng biết tôi là ai. Chị ấy có bao nhiêu người theo chị ấy, và tôi là một doanh nghiệp. Chị ấy tự hào lắm. Từ khi chị ấy lên chiếm sóng, một ngày like 3-4 lần, 2 giờ đêm chị ấy vẫn like, chửi như điên mà không ai khiều chị ấy. Chị ấy tự hào là chị ấy có bao nhiêu đời để cống hiến thế này thế kia. Cái đó ai làm chứng? Nhưng mà quý vị phải hiểu một điều rằng là khi mình chơi với một con người mà hai mặt như vậy, nếu quý vị là tôi, quý vị có chơi không? Quý vị còn một chút niềm tin nào để tin rằng là người ta nói tốt về mình không? Và không cần nói tốt về tôi, và chị ấy đã đi hoàn toàn lệch hướng với tôi. Tôi và chị ấy là hai con đường khác nhau. Tôi nói mục đích của tôi là ông Võ Hoàng Yên,
và chị ấy nói về vì diễn biến hòa bình và cháy lôi không còn một cái mặt trận nào vào với cháy hết. Cháy hùng hồn mãnh liệt và chửi tất cả, chửi tất tay những cái gì không liên quan tới cái câu chuyện của tôi. Hai con đường này không có cùng một đường. Sao mà giống quá trời giống mà. Giống y chang như cái ông nội kia đó. Kỳ vọng nội luôn đó. Làm như ta đây là số 1 rồi chửi bất chấp gặp ai cũng chửi. Trong khi cái chuyện việc này nó có liên quan tới mình. Đúng không? À, do đó là mình nghĩ là thật sự là có sự trùng hợp thôi, không hề bị nhẹ trong câu chuyện này. À, nói với vị khán giả nghe, lúc trước mình cũng làm về cái trend Thiền Am. Lúc mình vào làm trend Thiền Am thì mọi người ủng hộ rất là nhiều, vì mình có những phân tích nói chung là rất là chuẩn xác, cũng không đi giống như thực tế. Tuy nhiên thì thời gian vừa qua thì Thiền Am có những cái phát ngôn không được hay, và những cái YouTuber bắt đầu lợi dụng vào danh nghĩa quen biết hạng nặng để mà từ đó là lên trên mạng chữ bất chấp, không có nể nang người nào cả. Thì cái câu chuyện cô Vương Hằng này cũng y chang như cái câu chuyện của Thiền Am, chả khác chút nào. Ỷ dựa hơi vô tí mà tôi với bạn đâu có quen biết gì, đúng không? Bạn bảo vệ tôi thì bạn phải nói những cái lời có văn hóa và những cái lời mà phân tích tốt cho tôi, chứ không phải là bạn bảo vệ tôi rồi bạn lên trên mạng bạn chửi bất chấp. Như vậy là danh dự tôi còn đâu? Người ta cứ nghĩ rằng tôi là người khuyên bạn làm những cái này đó. Và từ cái chỗ đó mà quý vị thấy là càng ngày có vô ngàn càng nhiều người có những cái lời lẽ không hay, là lý do là có nhiều các YouTuber đã bám vào cô Phương Hằng để mà lên tiếng nói, mà trong khi chủ nhân người ta chưa lên tiếng. Nó giống như lời của cô Phương Hằng nói là cứ ba một ngày lên 3-4 lần, 2-3 giờ sáng cũng lên. Thì mình xin miễn bình luận về vấn đề này đúng hay là sai, nhưng mình thấy là có những cái bất ngờ trong câu chuyện này. Đúng là đời không như là mơ, quý vị thấy không? Không có ai tự nhiên mà vô giúp đỡ mình mà không có điều kiện nào cả đâu mọi người. Mọi đừng 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 có mà nghĩ mà trên đời này lục dân tiên nhiều, toàn là thạch xanh không đó quý vị ơi. Mình là cái người mà ngay thẳng, mà đó giờ mình chưa có xin một ngàn một cắt nào qua trên mạng gì mà mình còn bị mang tiếng là Phạm Phúc, đúng không? Đó, thì quý vị biết là cái người trong cuộc người ta sẽ bị còn gấp gấp nhiều lần như vậy nữa. Vâng, thì câu chuyện về cô Phương Hằng và vị Lương Y kết thúc hay là chưa, nhưng trong giai đoạn này thì lại trỗi lên một trong những thế lực ngầm nữa. Họ lợi dụng vấn đề này để làm một vấn đề khác. Nhưng tôi nói với quý vị rằng người còn làm trời còn nhìn, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà có thoát. Biết gì đừng có nói câu biết gì tôi không có làm những đề đó. Tại vì quý vị biết sao không? Đồng tiền là ma mị, đồng tiền là bạc bẽo. Khi chúng ta đã dính vào đồng tiền đó rồi, chúng ta dứt ra không được, thì chúng ta lại làm những cái điều mà đi ngược lại tới tôn chỉ của chúng ta. Từ từ nó sẽ ra, ai ngứa mà mới miệng sẽ ra hết. Còn giống như mà cái người ta đã biết sai rồi thì người ta sẽ không làm vấn đề đó nữa thôi. Người ta không thể nào mà lặp đi lặp lại những cái vấn đề mà người ta bị sai phạm hoài nên được. Phải có một cái mục đích nào đó thôi. Ok, thì chúng ta sẽ nghe cô Vân Hằng tâm sự thêm một tí xíu rồi chúng ta sẽ xuống video này nha quý vị. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và thành công và vạn sự may mắn. Cảm ơn quý vị. Quý vị thấy có đúng không quý vị? Ngày đêm tôi chỉ nói rằng Võ Hoàng Yên, và tôi nói một số cái nghệ sĩ mà tôi nói là tôi có sắc mách có chứng. Còn những gì chị ấy nói thì quý vị thấy cái đẳng cấp của chị ấy là gì. Chị ấy muốn hô mưa gọi gió, mà cái ghê gớm nhất là chị ấy hai mặt với ngay cả tôi. Đấy, chị ấy kêu tôi là con cuồng cuộn, là cái con chỉ biết khóc thôi. Và đặc biệt ngày hôm nay tôi nói quý vị nghe, sau cái kỷ niệm ngày 15 năm ngày cưới với vợ chồng tôi, anh Dũng anh đã đọc một bài thơ Thăng Long, và chị ấy đã lập tức lên sóng rung động ca ngợi chồng tôi là viết một bài thơ Thăng Long rất là hay. Sau đó anh Dũng anh có gửi một bộ sách tặng. Và kính thưa quý vị, anh Dũng anh đã in đi biết bao nhiêu chục ngàn cuốn sách để tặng cho tất cả những người, kể cả người đó là ai, miễn là có tâm hồn yêu nước thì anh Dũng anh sẽ tặng thôi. Nhưng ngày hôm qua chị ấy nói chị ấy sẽ quăng tất cả vào sọt rác.
Thì quý vị nghĩ đi, một con người ăn nói tráo trở, bưng bít và sạch. Vâng, ở chúng ta vừa nghe lại một đoạn ghi âm của Vương Hằng nói lên những cái chính kiến của mình về cái sự việc một số các YouTuber, và giống như chủ đề của công văn nói, đây là cuộc chiến của các YouTuber. Sự việc này sẽ ngã ngũ vào ngày nào, sự việc này sẽ chấm dứt vào ngày nào, chúng ta sẽ chờ cơ quan chức năng vào cuộc và chúng ta sẽ hiểu rõ. Tuy nhiên tôi nói mọi người rồi đó, không ai tốt với ai cả, trừ cha mẹ chúng ta ra thôi. Còn người ta đến với nhau không phải vì mục đích bảo vệ nhau đâu, vì một cái mục đích riêng của bản thân họ mà thôi. Ok, cái video bình luận và phân tích đa chiều về sự việc của Phương Hằng với tiêu đề cuộc chiến giữa các YouTuber đến đây sẽ kết thúc. Các bạn có những ý kiến nào hay hơn, có những bình luận nào hay hơn, xin để lời comment ở dưới video này. Một lần nữa, Phun Game cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và dạng sự may mắn. Nhớ like và subscribe nếu mình thích video này nhé. Còn bây giờ thì xin tổng chào, bye bye.